chào các bạn. Video này tôi xin chia sẻ với các bạn một cái kênh của tôi. Nên bật kiếm tiền chưa và bật kiếm tiền như nào? Đây là cái kênh của tôi. Tôi vào YouTube Radio. Đấy, thì các bạn để kiểm tra. Thì các bạn nhìn thấy rằng cái kênh này thứ nhất ấy, mình phải xem là kênh này có bị cảnh báo cái gì không. Đấy, các bạn nhìn vào đây, cảnh báo tôi sẽ kích vào đây. Các bạn xem. Cái cảnh báo ở cái kênh này của tôi ấy, được cảnh báo vào ngày 25 tháng 10 2019. Và kênh này đã hết cái cảnh báo này rồi. Nhưng mà trong vòng 3 tháng mà thì hiện tại bây giờ đã hết rồi. Nó đã xóa cho tôi cái cảnh báo này rồi. Vậy tôi đã đủ điều kiện. Rồi, nhưng các bạn phải quan sát tiếp. Kéo xuống. Bạn quan sát những cái thông báo ở đây. Đấy, đặc biệt là các bạn sẽ vào đây. Cái cột bên trái này. Đấy, có cái số liệu phân tích, các bạn vào số liệu phân tích. Đấy. Thì các bạn sẽ xem. Đây này, các bạn xem đấy, trong 28 ngày qua, tức là trong vòng 1 tháng qua này, các bạn nhìn thấy này, từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 12 tháng 4 năm 2020. Thì các bạn xem này, các bạn phải nhìn này, cái số lượt xem ấy, nó có mũi tên đi lên. Chú ý là mũi tên đi lên nhé, thì hãng đăng ký bật kiếm tiền. Còn nếu mà mũi tên đi xuống ấy thì các bạn chớ có bật kiếm tiền, bởi vì YouTube là đến khi bật kiếm tiền nó sẽ kiểm tra thủ công, nó không kiểm tra bằng tự động đâu. Đó, thế là cái đặc điểm thứ hai mà các bạn cần lưu ý cho tôi là phải mũi tên phải đi lên. Đặc điểm thứ ba là các bạn bật kiếm tiền, các bạn phải bật từ cái ngày mùng 29 dương lịch ấy, đến ngày mùng 9 dương lịch. Đấy là cái thời gian mà nó bắt đầu quét các kênh để bật kiếm tiền. Còn những cái ngày khác các bạn chớ có bật kiếm tiền. Đó, các bạn lưu ý đấy nhá. Thứ ba là các bạn vào cái phần nhận xét này. Đấy. Các bạn sẽ kiểm tra cái chỗ này. Giữ để nhận xét hoặc có thể khi vi phạm các bạn sẽ giải quyết hết những cái tin nhắn này đi. Ví dụ như là tôi đây có một cái tin nhắn tôi chưa phản hồi này. Không chính xác đâu, mua dụng cụ đo độ cứng kính hơn 200 là biết. Đấy, thì người ta trả lời như này, các bạn nên kích vào thích và cất vào trái tim cho họ nếu mà mình không muốn trả lời. Hoặc không, các bạn phải kích vào trả lời. Đấy, các bạn phải chú ý cho tôi. Và các bạn xem các video xem xét này. Đấy, các bạn sẽ giải quyết hết tất cả những cái tin nhắn ở đây. Đấy, giải quyết hết những tin nhắn ở đây. Nếu mà những tin nhắn nào mà cảm thấy được ấy, đấy, thì mình sẽ kích vào để duyệt những tin nhắn đó, duyệt thủ công của mình ấy. Đấy, còn nếu mà không ấy thì ví dụ như kênh này cái này thì mình sẽ kích vào duyệt tin nhắn này. Còn những tin nhắn nào mà mình không duyệt ấy thì nó sẽ giữ lại xem xét, tức là nó không công khai. Các bạn lưu ý nhé. Tiếp theo chuyển sang mục thứ ba là có thể vi phạm. Đây có một cái tin nhắn có thể vi phạm này thì mình nếu mà muốn duyệt thì mình kích vào đây, còn nếu mà mình không muốn duyệt thì mình sẽ để yên đấy. Tôi nhìn thấy chữ có chữ sexy girl này, đây là nguy hiểm này. Mình có thể cái này mình có thể cắm cờ cái kênh này được. Đây này, báo cáo vi phạm này các bạn này. Đấy, mình có thể cắm cờ với kênh này. Bởi vì nó có cái chữ này cái nhạy cảm ấy này, sexy girl online này, corona virus này. Đấy, thì các bạn có thể cắm cờ cái kênh này hoặc là báo vi phạm này cho người dùng, hoặc là ẩn cái người dùng này đi nếu mà không đúng rồi. Nếu mà mình cắm cờ cái kênh này ấy, ba kênh cờ này ấy, là cái kênh ấy đi đường lên đường luôn các bạn ạ. Đó, mình có thể xử lý cái kênh ấy được nhá. Đấy, hoặc là mình ẩn cái kênh ấy đi cũng được. Đấy, đấy là cách mình xử lý cái nhận xét. Tiếp theo ấy, các bạn sẽ kéo xuống, các bạn sẽ kiểm tra cái phần kiếm tiền. Đấy, thì các bạn có thể kéo xuống, các bạn kiểm tra. Đây, cái giờ xem ấy, người đăng ký là nó yêu cầu cần 1.000 người, thì tôi đã đạt được 1.020 người rồi. Còn cái giờ xem nó cần 4.000 giờ thì tôi đã đủ điều kiện rồi, tôi được 8.000, hơn 8.000 rồi, đủ gấp đôi rồi. Thế tại sao tôi chưa bật kiếm tiền? Thì các bạn lưu ý, như tôi đã vừa nói là phải kiểm tra kỹ các kênh này, giải quyết tất cả các nhận xét. Các bạn lưu ý nhé, giải quyết tất cả các nhận xét nhé. Thì nó sẽ báo cho mình ý. Nếu mà mình giải quyết tất cả các nhận xét ý, thì nó sẽ báo là rất là tốt. Này, tôi ví dụ như là tôi ẩn cái kênh đi, tôi ẩn đi chẳng hạn nhé. Đấy. Đấy, thì tôi thoát ra này, tôi lùi lại này, tôi trở về này, các bạn nhìn thấy nhá, đấy nó báo này, tốt lắm, bạn đã hoàn thành tốt công việc. Đấy các bạn, vậy thì các bạn nên giải quyết hết tất cả các tin nhắn ở đây nhá, các bạn đừng để yên nhá. Đấy, sau đó
các bạn treo xuống đấy, kiểm tra được kiếm tiền nhá. Đấy, kiểm tra như tôi đã vừa bật rồi kiểm tra rồi, mà tại sao tôi chưa bật thì các bạn lưu ý vào cái thời điểm bây giờ ấy, là đang dịch corona đấy, nên là YouTube nó nghỉ 2/3 cơ quan rồi, nên là nó đều cho trả lời tự động. Nếu mà bạn bật vào cái thời điểm này ấy là đợi rất là lâu, bởi vì là nó cho máy tính tự động trả lời chứ nó không duyệt. Và bật kiếm tiền đấy là đều phải duyệt bằng thủ công, bằng người bình thường ấy. Đấy, do đó là nó nghỉ 2/3 rồi thì cái số lượng người duyệt rất là thấp, nên là các bạn mà bật kiếm tiền vào thời điểm này ấy để đợi rất là lâu. Và các bạn nên nhớ chú ý là các bạn bật từ ngày 29 dương lịch đến ngày 19 dương lịch thôi nhá, trong thời điểm ấy thôi, đừng có bật những ngày khác đấy, để bật kiếm tiền. Đấy là một cái lưu ý trong cái kênh mà mình muốn bật kiếm tiền, và mình phải xem tất cả những cái thông tin trong cái kênh này. Và đặc biệt các bạn sẽ vào chỗ này đây, các bạn có thể vào chỗ các bạn tải giống như tôi này, tải video này, nhưng mà các bạn không tải lên nhé, các bạn tắt đi, các bạn tắt đi, từ đã, tôi phải trở lại đã, kênh của bạn đã này, đấy, tôi đã vào kênh của bạn này, đấy, sau đó là tôi sẽ vào cái tải video này các bạn nhé, đấy, tải video này, đấy, tôi tải video lên, nhưng tôi không tải video nữa mà tôi cắt video này đi. Đây một cái các bạn lưu ý nhé, cực kỳ quan trọng nhé. Đấy, các bạn sẽ vào cái chỗ lọc này, các bạn sẽ kích nó sổ nó xuống, các bạn sẽ xem có video nào cứu lại bản quyền không, các bạn kích vào đây này. Đấy, xem có video nào cứu lại bản quyền không cái này, các bạn thấy chưa? Đấy, các bạn sẽ phải giải quyết những cái này, những cái mà cứu lại bản quyền này. Ví dụ như là cái video này của tôi là một cái video nhạc, nó cứu lại bản quyền đấy này, các bạn nhìn thấy tôi kích vào ấy, để ấy là báo cứu lại bản quyền, tôi sẽ cho cái video này chế độ riêng tư ngay lập tức. Đấy, tôi cho riêng tư. Đấy, còn cái video này đấy là video có trẻ em, đấy, nó yêu cầu cứu lại bản quyền đấy này. Đấy, thì tôi sẽ kích vào, đấy, có thể xem chi tiết. Đấy, tôi có thể kích vào xem chi tiết để giải quyết cái video này. Đấy, khi nó như này ấy, thì là mình sẽ chọn một hành động. Đấy, thì mình có thể tắt tiếng đi. Đấy, mình kích vào để tắt tiếng cái bài hà cái video này đi. Đấy, sau đó mình sẽ tiếp tục vào đây, tiếp tục vào đây tắt tiếng để cho nó, tại vì là cái video này mặc dù là video trẻ em đấy nhưng mà nó lại có một cái bài hát có bản quyền nó dính vào. Đấy, nên là chúng ta phải tắt đi. Đấy, và nó đang xử lý các bạn nhé, các bạn cứ kệ nó sẽ xử lý dần, nó chưa xử lý ngay à, nó chưa được ngay đâu. Đấy, nên là các bạn tốt nhất là các bạn cứ đợi. Đấy, đó, nếu mà được xong thì các bạn sẽ cắt ra đi. Đây, nó dính một cái bài hát này, nó là mẹ tôi này, video sử dụng giai điệu của bài hát này, thực ra là cái bài hát này mở trên TV thôi. Đấy, nó dính vào cái video của tôi đó, nên là các bạn phải thật sự cẩn thận khi quay video. Đấy, đấy, các bạn cứ thử mở cái video của tôi xem, tôi quay cái con của tôi chơi thôi đó, mà còn dính một cái bài hát ở trong TV đấy. Đấy, mà nó đòi cứu lại và bản quyền và hạn chế này, và các bạn sẽ giải quyết hết tất cả những cái này đi. Đấy, nếu những cái nào là dính cái này thì các bạn nên cho riêng tư, các bạn chú ý nhé, các bạn riêng tư nhé. Đấy, sau khi các bạn giải quyết hết một loạt thứ rồi, các bạn cái sổ xuống dưới này để các bạn xem còn những video không, các bạn kéo xuống xem còn không, nếu mà còn các bạn sẽ giải quyết hết những cái video này đi đó, thì kênh của bạn nó mới ngon lành được. Đấy, hoặc là các bạn tránh những cái từ nhạy cảm mà kênh của bạn có thể dính vào, các bạn có thể đánh tiêu đề vào đây, ví dụ như là tôi xem kiểm tra xem cái kênh của tôi có ghi đúng không, tại vì là cái kênh của tôi là sửa đồng hồ, nên là nó đồng hồ nó có 20 chặt hay bị chết ấy, thì tôi xem tôi có ghi từ chết ở đây không, từ này từ tránh chết. Đấy, ghi vào đây để tìm xem có cái video là tôi được ghi cái từ này không. À, không có, thực ra là có rồi ấy, nhưng mà tôi đã sửa lại từ chết thành từ ngủ gật. À, các bạn lưu ý nhá, để tránh những cái từ nhạy cảm. Đấy, hoặc là từ sexy hay là từ gì đấy. Đấy, xúc chéo hay vân vân, những cái từ đấy là từ mà YouTube nó bắt lỗi kinh lắm. Do đó các bạn lưu ý là kiểm tra hết cái kênh của mình. Khi kênh của mình ngon lành rồi ấy, thì các bạn phải kiểm tra tiếp những cái thông tin ở kênh của mình như sau. Đấy, các bạn cũng vào tải cái video, nhưng mà các bạn không tải video nữa.
đấy, mà các bạn sẽ vào tiếp chỗ này. Đấy, cắt cắt đi đi, các bạn vào cài đặt đây này, các bạn vào cài đặt, các bạn sẽ kiểm tra kênh của mình, đấy, kênh của mình, đấy, kiểm tra tất cả những thông tin trong này, đấy này, đặc biệt là những video có trẻ em ấy thì các bạn phải làm sao phải báo cho YouTube là kênh cái video đấy là video của trẻ em, các bạn không đăng lên ấy mà các bạn không không báo cho nó là video này là video của trẻ em ấy là chết dở đấy các bạn nhá, nó sẽ xử rất là nặng đấy. Đó. Cái này những cái này là cái logo thương hiệu thôi, để tôi cài vào thôi. Đấy, các bạn có thể xem thêm những cái này, và có một cái lưu ý nữa, trước khi các bạn bật kiếm tiền ấy là các bạn phải thay đổi mã khóa bảo mật của Gmail nhé, mã khóa bảo mật của Gmail, và các bạn sẽ bảo vào cài đặt ấy, các bạn sẽ bảo mật thay đổi bảo mật, tức bảo mật hai lớp cho kênh YouTube của mình nhé, để tránh bị các hacker chiếm. Thì các bạn lưu ý cái mã khóa bảo mật ấy thì tôi chia sẻ với các bạn như sau này. Cái khóa bảo mật ấy thì các bạn nên đánh như thế này, để tôi mã bảo mật ấy thì các bạn luôn đánh cả chữ, thứ nhất là cả chữ in hoa, ví dụ như của tôi ấy là Đinh đấy, sau đó là các bạn ghi in thường nữa đấy, Quốc Tuấn đấy, các bạn ghi cả in hoa và in thường, và thật sự chú ý cái này nhá, rất quan trọng đấy. Sau đó là các bạn lấy cả số nữa nhá, ví dụ như là 1981 đấy, số, và các bạn lấy cả ký tự nữa nhá, ví dụ như a còng chẳng hạn đấy, hoặc là thăng sao, thì cái mã khóa của các bạn mới mạnh, tức là các bạn có in hoa, in thường, số và ký tự, đây là cái mã khóa rất là mạnh để chống các hacker. Đấy, nên là cái Gmail của các bạn ấy phải chú ý cho tôi ấy, cái ký tự này, các bạn có thể lấy bất cứ ký tự dấu cộng, dấu trừ, hay là dấu thăng, dấu sao, hay phần trăm, vân vân. Đấy, nhưng nó phải có, thì cái mã khóa này ấy, nó mới là chắc chắn, mạnh, đủ mạnh để các hacker không thể nào can thiệp được. Còn ví dụ như là xin lỗi các bạn lấy cái số điện thoại của chính các bạn 0977 gì đấy, vân vân. Đấy, ví dụ như thế, thì xin thưa các bạn, người ta chỉ dùng một cái phần mềm người ta bẻ ngay lập tức được, bẻ ngay lập tức được, hoặc là chỉ họ tên của các bạn bình thường thôi ấy, bẻ ngay, rất đơn giản. Đấy là tôi xin chia sẻ với các bạn từ đó. Và cái kênh YouTube của các bạn ấy thì các bạn lưu ý là các bạn phải cài bảo mật hai lớp nhé, các bạn vào cài đặt ấy, các bạn cứ có thể lên mạng các bạn tìm hiểu cách cài đặt bảo mật hai lớp cho Facebook, xin lỗi, cho YouTube, các bạn cứ đánh vào đấy là nó sẽ ra một cái video hướng dẫn các bạn làm thôi, rất đơn giản thôi. Đấy, và Gmail các bạn cũng phải thay mã khóa khác ngay lập tức nha. Đấy, và độ bảo mật phải cao thì các hacker nó không thể xâm lấn được, không xâm nhập được. Và các bạn lưu ý là khi các bạn có một tin nhắn về, các bạn hãy bật kiếm, các bạn lưu ý cho tôi là cái chỗ bật kiếm tiền ấy, đây, thì lúc mà mình chưa đủ điều kiện ấy thì các bạn phải kích vào phía dưới này, nó có một, nó thay chữ đăng ký này ấy, bằng báo về cho tôi ấy, bằng tin nhắn, tức là khi nào mình đủ điều kiện ấy, thì nó sẽ báo về cho mình bằng tin nhắn. Đây là tôi đã báo về tin nhắn rồi ấy, thì nó sẽ chỉ hiện chữ tích đăng ký ngay thôi. Đấy, thì các bạn sẽ mở Gmail ra, các bạn kiểm tra, nó sẽ có hai tin nhắn về cho các bạn, đó, hai tin nhắn về Facebook cho các bạn, tôi sẽ mở cho các bạn xem. Đây, tôi là cái Gmail của tôi. Đấy, thì nó sẽ có hai tin nhắn đầu tiên, tôi sẽ mở cho các bạn xem. Cái tin nhắn đầu tiên ấy nó thông báo là mình đã đủ 1.000 sub và 4.000 giờ. Đấy, thì thôi cái tin nhắn đấy tôi không đọc cho các bạn nữa. Thì một khoảng 2 ngày sau ấy nó sẽ có cái tin nhắn này, tin nhắn đăng ký kiếm tiền này các bạn này. Đó, sẽ có cái tin nhắn này về. Đấy, đây, nếu mà đây này, kênh của bạn đã vượt mức 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem công khai trong vòng 12 tháng
theo yêu cầu của chương trình đối tác YouTube, kênh của bạn vẫn chưa bật tính năng kiếm tiền, hãy chuyển đến phần kiếm tiền trong YouTube Audio để xem các bước tiếp theo. Nếu đã chấp nhận các điều khoản và thiết lập tài khoản AdSense thì bạn không cần thực hiện thêm bước nào nữa. Cảm ơn bạn. Đấy, thì nó gửi cái tin nhắn này về, mình hãng bật kiếm tiền nhé. Và các bạn nhớ là bật kiếm tiền từ ngày 29 đến mùng 9 dương lịch nhá. Và tránh cái dịch corona này nha. Nếu mà dịch corona này nó hết thì các bạn hãng bật kiếm tiền, còn không thì chớ có bật. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Video tôi xin chia sẻ với các bạn thế thôi.